ta Bạch Tiểu Thuần vừa vào tu chân giới liền gặp phải tình kiếp, sau đó tung hoành tình trường mấy chục năm, thu hoạch 37.981 phong thư tình, cự tuyệt mấy vạn nữ tử cầu ái, mắt thấy vô số tình hoan, lại nhìn hồng nhan hóa bạch cốt, cho đến bây giờ không nói nhìn thấu ái tình thế gian, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút cảm khái cùng tâm đắc. Bạch Tiểu Thuần bộ dáng thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, một thân áo xanh, tu luyện Bất Tử 6 quyển, Trường Sinh 5 quyển, Tuyên Cổ 3 niệm, tu vi đệ thập bộ hoàng thiên cảnh. Bởi vì từ nhỏ phụ mẫu đều mất, một lòng truy cầu trường sinh bất tử, bình thường cả lớp phất phơ nhát như chuột, nghiêm túc lên cũng đẹp trai. Làm người yêu thích đấu võ mồm, cũng rất đắc chí với kỹ thuật võ mồm của mình. Ngoại trừ cái này, hắn còn hứng thú luyện đan và đùa lửa, so với Tiêu Viêm mà nói, chỉ hơn chứ không kém. Bạch Tiểu Thuần tâm tính giống như hài đồng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, làm việc tương đối bị động, rất ít chiếm cứ quyền chủ động, cho nên mới bị người cưỡng dâm. Hắn 15 tuổi gia nhập Linh Khê Tông, 16 tuổi trở thành đệ tử ngoại môn, thời điểm 19 tuổi, lực áp tất cả Nam Bắc Thiên Kiêu, tấn thăng làm đệ tử nội môn. 27 tuổi, đứng trước pho tượng hung thú ở thí luyện đài 130 ngày, sinh ra Thủy Trạch Quốc độ bản mệnh chi linh, chính là vị ương quy đến từ vị ương đạo vực. Nó cường đại đến mức khiến người giận sôi, vẻn vẹn lộ ra một góc liền như núi cao, là một loại đạo pháp cực kỳ đáng sợ. Thời điểm hắn 38 tuổi, hợp nhất tứ tông thành lập tông môn mới, đặt tên là Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần được phong làm thiếu tổ. Tại bên trong đại kết cục, Bạch Tiểu Thuần không đánh lại trùng cuối, lúc sắp chết lại lĩnh ngộ vĩnh hằng bản nguyên, mượn vĩnh hằng bản nguyên thiêu đốt sinh mệnh bản thân cùng tiểu ô quy, thi triển 4 lần La Thiên Chỉ, thành công tiêu diệt trùng cuối, nhưng mà vĩnh hằng đại lục lại bị đưa đến dòng sông thời gian, Bạch Tiểu Thuần thương tâm gần chết, hắn diễn hóa chư thiên 108 vạn giới, trải qua vô số tuế nguyệt cảm ngộ bản nguyên, bước vào vĩnh hằng cảnh, đi vào dòng sông thời gian tìm kiếm thân nhân.